Từ những năm đầu thế kỷ 20 đến nay, chợ hoa Hàng Lược là một trong những chợ hoa cổ nhất Hà Nội, chỉ được mở mỗi năm một lần những ngày cuối tháng Chạp. Tiết trời Hà Nội vào thời gian này thời tiết khá lạnh. Như sáng hôm nay 29, 30 Tết, thời tiết có lúc xuống dưới 11 độ. Kể từ phiên họp chợ đầu tiên, hơn trăm năm qua, chợ hoa Hàng Lược vẫn luôn là điểm hẹn vị Tết xưa của người Hà Thành. Chợ hoa Tết từ lâu đã trở thành một trong những nét đặc trưng của ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Người đi chợ hoa không chỉ để chọn một cành đào, chậu quất, nhành hoa, mà còn là dịp để tìm những phút giây thư thái trong tâm hồn, hy vọng về một năm mới an lành, hạnh phúc. Hình thành từ những năm đầu thế kỷ 20, chợ hoa Hàng Lược được coi là chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội. Chợ hoa Hàng Lược hoặc trên phố Hàng Lược từ những năm đầu của thế kỷ 20. Đây được coi là chợ hoa lâu đời nhất của đất Hà Thành. Hà Nội nay nhiều chợ hoa to và phong phú các loài hoa hơn, nhưng chợ hoa Hàng Lược vẫn là chốn xưa lưu giữ nỗi nhớ của người Hà Nội mỗi dịp xuân về. Phố Hàng Lược xưa kia gọi là phố sông Tô Lịch vì nằm dọc phía bắc sông Tô Lịch cũ. Từ cầu sắt xe lửa rẽ xuống đầu ngã năm Hàng Mã, Chả Cá, Hàng Đồng, Thuốc Bắc và phía bắc giáp Hàng Cót, phố Hàng Lược vẫn giữ được nét đặc trưng phố cổ. Có thời, phố này được gọi là phố Cống Chéo Hàng Lược, nên vẫn có người gọi là chợ hoa Cống Chéo. Nguyên là do sông Tô lịch xưa chạy đến phố Hàng Cá thì ngoặt lên hướng Tây Bắc đến sát tường thành Hà Nội tạo thành một con hào nhỏ bảo vệ thành. Chợ hoa tại phiên chợ này, mọi người có thể dạo chơi, ngắm nhìn, chụp ảnh với tất cả các hàng hoa mà không nhất thiết phải mua, coi đó như một thú vui. Thế nên, chỉ có người Hà Nội mới nói đi chơi chợ hoa chưa hẳn là đi chợ mua hoa. Chợ hoa Hàng Lược xưa là khu vực được thừa hưởng cái cảnh trên bến dưới thuyền khi còn con sông Tô Lịch. Có lẽ vì thế mà nơi đây nhộn nhịp mua bán hoa xuân mỗi dịp Tết về. Theo nhiều tài liệu còn cho biết, chợ hoa Tết trước kia vẫn họp ở sân và ngoài Tam Quan. Chùa Huyền Thiên cạnh chợ Đồng Xuân, sau được di đến Hàng Lược, chợ họp từ cầu sắt đến ngã tư Hàng Mã. Hàng năm từ 20 tháng Chạp âm lịch trở đi, dân trồng hoa ngoại thành, nhất là vùng Ngọc Hà, Hữu Tiệp, Nghi Tàm, Quảng Bá, Nhật Tân, bày kín hai bên mặt phố nào đào, quất, cúc, hải đường, lai ơn, thược dược, người đi sắm Tết, người đi ngắm cảnh chen chúc đông vui, đó là một nét đặc sắc của Hà Nội. Khi ngày đầu xuân đã tới, có lẽ bất kỳ người Hà Nội gốc nào cũng có những ký ức tuổi thơ về chợ hoa Hàng Lược, lúc còn nhỏ theo bà, theo mẹ tung tăng nô đùa, xem và chơi chợ. Đi chơi chợ hoa là không vội được, phải nhẩn nha vừa đi vừa ngắm. Chị là chủ cửa hàng đấy ạ. Vào một hàng hoa bên đường, à, nhìn ngắm. Hôm nay bán có ra hàng không? Hoa đẹp, nếu ưng mua thì chờ giá. Người bán cũng không vì thế mà tỏ ra khó chịu, nhưng mà chào mừng và ngày mai mới chính là ngày ra hàng. Chúc mừng năm mới. Vâng. Có lẽ chính vì vậy mà chợ hoa năm nào mình bán đây hấp dẫn trong những ngày cuối cùng của năm cũ để thành về những giá trị. Con ở tận dưới À thế ạ? À? Thế là hoa đây là mình mà buôn chứ không phải hoa nhà. Vâng, hoa con cắt tại vườn ở dưới nhà con thì nó trồng rất là nhiều ạ. Vâng, cảm ơn cô. Con vừa cắt về đấy. À thế ạ? À? Đẹp quá cô ạ. Vâng ạ. Bán tiếp vào đây. Cây này là cành này bao nhiêu? Nói nhanh. Nói nhanh không hết chợ. Không, không lấy cành này. Đây. Cái này bao nhiêu? Cái này 2 cành dưới, từ chưa? Chị chọn được cành này đẹp đấy. Cành đẹp quá. Chị ơi, chị xin lỗi chị, tí năm nào chị cũng lên chợ được mua. Vâng ạ. À thế chắc gia đình mình ở gần đây ạ? Em ở Hàng Bạc ạ. À thế ạ? Vâng. Cành hôm qua cũng mua, cứ quay mình từ. Mua cành nào mình vượt bởi. Cái cành này là bao tiền đấy ạ? À, cành này chị đang nói 400 ạ. 400 ạ? Em đang giả 300. À vâng, hai, hai cành là hơn đấy, 2 cành 700. Không, mua cho nhà. Không, thôi đi nhá. Mua lại mua cả 2 cành. Em mua 5 cành anh ạ. Chị là chủ cửa hàng đây đấy ạ. Thế là tự lấy hoa về xong tự sơ chế lại à? Sơ chế lại, dạ vâng. Chính là chủ nhà đây luôn. Dạ vâng.
À thế xin lỗi chị, năm nào mình cũng bán đấy chứ ạ? Vâng ạ, cháu bán đây được 17 năm rồi ạ. À thế ạ, thế sức mua năm nay thế nào cô? Sức mua năm nay kém hơn ngày trước ạ, kém hơn mấy năm trước nhiều. À thế ạ. Dân tính giờ chỉ đi ngắm là chính, em mua tí này. Này là bán theo bông ạ. À, là bao nhiêu bông ạ? 7.000 bông ạ. 7.000 bông, tức là nó giá nó cũng tương đương như năm ngoái thôi đúng không? Hay là rẻ hơn ạ? Rẻ hơn. À thế ạ. Có rẻ hơn đấy ạ. Hai cô bé này đang mua hàng đấy hả? Không ạ. Chủ hàng à? Bán hàng. À bán hàng à? À, hàng hoa nhà chồng. Yeah. Hai cô bán đào xinh xắn này. Đào đi bà ơi. Đào đây cũng nhiệt tâm đấy ạ. Ngày này 250 ạ. Ôi, chị mời đi. Cái bạn này cũng là vườn nhà đấy ạ? Vâng ạ. À, bạn cũng ở Nhật Tân à? Vâng ạ. À, thế đất trồng đào đấy hả? Vâng. Rồi, cảm ơn bạn nhé. Vâng. Chúc bạn năm nay bán hàng may mắn. Cảm ơn. Vâng. Một cành đào mà bạn đang cầm đây là bao tiền đây? Đây là 1 triệu. 1 triệu hả? Vâng. So với năm ngoái thì năm nay nó có rẻ hơn hay đắt hơn bạn? So với năm ngoái thì là nó không chênh nhiều, nó không tăng nhiều. Không chênh nhiều. Vâng. Nhưng mà sức mua năm nay chậm đúng không? Vâng. Rồi, cảm ơn bạn nhé. Những cái hoa này là hoa cổ truyền của Hà Nội đúng không? Rồi, rồi. Violet ạ. Vâng, rừng Violet. Bạn là chủ của cửa hàng đây đấy ạ? Vâng. À thế ạ. Đây là vườn nhà hay là bạn? Đây là vườn nhà đấy ạ. À thế ạ. Vâng. Anh là chủ cửa hàng đây đấy ạ? Vâng. Năm nay bán hàng có được không anh? Chán lắm ạ. Thế ạ? Gọi là kinh tế đi xuống. Sức mua năm nay kém hả anh? Không phải kém mà là siêu kém. À thế ạ? Gia đình mình bán hàng này chắc lâu đời rồi ạ? Vâng. Mấy chục năm rồi anh? Từ đời bố cháu mẹ cháu thì chứ sao mà nhớ. Chắc là nối nghiệp của bố vâng. mẹ ạ? Vâng. Vâng, cảm ơn. Chúc cửa hàng may mắn. Chúc anh và gia đình vui vẻ hạnh phúc. Vẻ đẹp của văn hóa đất Kinh Kỳ trong những ngày Tết đến xuân về, dạo chơi chợ hoa Hàng Lược đã trở thành một nét văn hóa Tết đặc sắc, một thú chơi tao nhã của người Hà Nội. Chợ hoa Tết từ lâu đã trở thành một trong những nét đặc trưng của ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Người dân đi chợ hoa Tết không chỉ để chọn một cành đào hay chậu quất mà còn là dịp để tìm những phút giây thư thái trong tâm hồn, hy vọng về một năm mới an lành, hạnh phúc.